Quốc mấy điệu máy của Hàn Quốc đúng không? Ờ. Máy của Hàn Quốc nó nhập qua. Máy máy Hàn Quốc hả? Máy là máy Trung Quốc. Máy này máy Trung Quốc, máy Việt Nam. Máy Trung Quốc. Máy máy Hàn Quốc á, nó đúng không? Thì nó ra đẹp lắm. Mà nó nhanh nữa. Chạy tốc độ nhanh lắm. Máy này máy Hàn Quốc nó mắc. Quá cực kỳ.